Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với các quý vị khán giả một mẫu tinh thể thạch anh vàng. Thạch anh vàng là một trong những dòng thạch anh rất hiếm ở trong tự nhiên. Đây là một mẫu thạch anh vàng chuẩn hàng Việt Nam thiên nhiên tự nhiên. Thạch anh vàng trên thị trường bây giờ đa phần nó là cái hàng của thạch anh nước ngoài. Nếu như những quả bi cầu có độ trong tốt được nhập từ thạch anh nước ngoài thì xin thưa với các quý vị khán giả, nó tới 99% nó là hàng đã được qua xử lý. Kiếm được một viên hàng vàng tự nhiên thì rất chi là hiếm, không hề có nhiều. Đây là một viên thạch anh vàng chuẩn hàng thiên nhiên Việt Nam của Việt Nam. Cam kết là chưa hề xử lý gì cả. Viên này là một viên phôi vàng có nguồn gốc đá từ Khánh Hòa, đã được tôi nhập về và mài lại như thế này, rất chi là đẹp. Viên này thì có chiều cao của cả từ đỉnh đá đến dưới chân này, nó cao là 17 cm. Bề ngang của đá này ở điểm rộng nhất là được 8 cm. Chất đá hoàn toàn là thiên nhiên tự nhiên, một mẫu thạch anh vàng. Cái đường này là không phải nứt của đá các bác nhé, đây là phía trong nứt này, ở trong nứt, ở ngoài này không hề nứt một chút nào hết nhé. Đây là nứt âm ở trong đá. Cái vết này hoàn toàn là tự nhiên thôi, nó cũng rất chi là độc lạ. Độ trong thì viên này là khá tốt, ở trong nó có phan tôm. Mọi người mình nhìn bên trong này nó như là một cái cây thạch anh con nằm ở trong viên tinh thể nên gọi là phan tôm. Độ trong rất tốt luôn này. Độ trong cực kỳ tốt. Độ trong phần trên nó đạt được độ pha lê. Này nó phan tôm. Không hề nứt ở ngoài nhé, mà đây nó là nứt ở bên trong. Là một cái vết dạn của đá, dạn âm bên trong. Mẫu này có khối lượng của đá nặng là 1,3 kg, bao gồm cả đế. Đế thì nó nặng vào rơi khoảng tầm hơn 100 g rồi đấy. Và hiện cái mẫu này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng. Khách hàng có thể thanh toán với tôi bằng hai hình thức. Một đó là nếu quý khách chuyển khoản trước thì tôi sẽ ưu tiên bao ship toàn quốc, không bao ship hàng ra nước ngoài các bác nhé. Thứ hai đó là nếu mà quý khách nhận hàng rồi thanh toán tiền thì sẽ phải chịu phí ship giúp cho tôi, bởi vì khi thanh toán tiền thì sẽ xảy ra vấn đề đó là liên quan các chi phí khác như là phí thu hộ, rồi cũng có khả năng là nhiều bác đặt hàng cho vui bom hàng. Vì thế là nếu ai mà chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên hơn. Mọi người ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá phong thủy, đá tự nhiên mà kênh của tôi hàng ngày sẽ giới thiệu đến cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.